Xin chào cả nhà nha. Đây em quay cho cả nhà cái cây, những cây cổ thụ này. Cả nhà coi coi cái cây công trình hôm nay quay cho cả nhà cái cây cổ thụ đẹp kinh hồn luôn nha. Rồi mời mọi người coi nha. Đẹp không? Ủa. Đây nè. Cây dầu kìa. Có không? Đó, xa xa toàn cây cổ thụ không, đẹp. Đẹp kinh hồn chưa? Đây có những cây. Cây này. Cây này cái gì đây trời? To quá. Mình đứng vào nó quá nhỏ bé đó. Quá nhỏ bé so với nó luôn. Đó, hôm nay cây công trình nha, quay cho mọi người coi nha. Đứng trước mặt mọi người là cái rừng phòng hộ ở trong rừng Tà Thiết nha. Cái rừng này không có bán được đâu nha, quay cho mọi người coi cho vui thôi đó, quay cho vui thôi nha, coi cho vui thôi. Cái cây này cái gì đây nè, đây có một cây này, cây này chắc cũng hoành cỡ, chắc cũng trăm mấy. Trước mặt mọi người là cái rừng phòng hộ nha, của khu vực Tà Thiết nha, hồi xưa bộ đội trong đây nè. Quay cho vui, coi cho đẹp thôi chứ cây này không có bán được nha. Rồi, cây công trình xin chào mọi người nha.